Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một phân khúc SUV 7 chỗ ngồi quý vị và bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Kia Carens. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký sang năm 2011 rồi quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Và đây là cái bản phiên bản SX quý vị bạn nhé. Phiên bản SX là phiên bản đủ, xe đã được trang bị là động cơ 2.0, nội thất da la răng đúc và điều hòa tự động, cửa sổ nóc đấy, và đèn pha bi xenon quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 298 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carens 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị bạn đang xem ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carens phiên bản SX 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thank you.